Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Nga phá âm mưu tấn công khủng bố ở miền Nam. Giới chức Nga đã bắt 3 nghi phạm âm mưu khủng bố ở tỉnh Stavropol tại miền Nam nước này, một tuần sau khi nhà hát ở ngoại ô Moscow bị tấn công. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB hôm 29 tháng 3 thông báo đã chặn hành vi tấn công khủng bố của ba công dân tới từ quốc gia Trung Á. Ba nghi phạm lên kế hoạch đánh bom khu vực công cộng ở tỉnh Stavropol, cách Moscow hơn 1.200 km. Truyền hình Nga đăng tải hình ảnh và video cho thấy nghi phạm bị đặc vụ FSB ghi xuống đất. Ria Novosti cho biết khi khám nhà một trong ba nghi phạm, lực lượng an ninh đã tìm thấy thiết bị nổ tự chế và các chất hóa học. Ba nghi phạm hiện đối mặt với cáo buộc khủng bố. Nếu bị kết tội, những người này có thể phải đối mặt với án tù 20 năm. FSB triệt phá âm mưu khủng bố Staropol một tuần sau khi nhà hát Krokos, ngoại ô Moscow bị tấn công khiến ít nhất 144 người không qua khỏi và hàng trăm người bị thương. ISISK, chi nhánh Afghanistan của IS đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công và công khai video cho thấy các tay súng sát hại dân thường. S.F.B. đã bắt 12 người, trong đó có 4 tay súng trực tiếp tấn công nhà hát Krokus. 4 người đều là công dân Tajikistan, Quốc gia Trung Á từng thuộc liên xô giáp với Afghanistan. Tỉnh Stavropol nằm ở khu vực bắc Cápca ở miền nam nước Nga giáp với Cộng hòa Chechnya. Tỉnh có diện tích hơn 66.000 km vuông, dân số hơn 2,9 triệu người. Thưa quý vị và các bạn, liên quan tới vụ tấn công khủng bố nhà hát Grozny City Hall gần trung tâm thủ đô Moscow của Nga, làm ít nhất 143 người thiệt mạng và 182 người bị thương, thì mới đây các nghi phạm chính trong vụ khủng bố này đã bị bắt và bước đầu chúng khai nhận rằng đã nhận lệnh từ một người đàn ông bí ẩn. Theo đài RT ngày 29 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga cho biết trong lời khai ban đầu và trong các cuộc thẩm vấn sau đó, các nghi phạm khai rằng đã chuẩn bị cho các cuộc tấn công và phối hợp với một người đàn ông dùng biệt danh. Người này đã liên lạc với các nghi phạm bằng tin nhắn thoại được gửi qua Telegram. Lực lượng đặc biệt của Nga đã chặn 4 nghi phạm vào ngày 23 tháng 3 khi chúng đang trên đường tới biên giới Ukraine Phía Nga xác định đây là công dân Tajikistan và là những người Hồi giáo cực đoan. Trước đó, nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo Khorakhan ISISK đã nhận thực hiện vụ thảm sát. Mỹ và Liên minh châu Âu khẳng định ISISK là thủ phạm duy nhất và Ukraine không hề liên quan. Ukraine cũng bác bỏ liên quan nhưng Nga vẫn hoài nghi và cáo buộc. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban điều tra Nga tiết lộ rằng bốn nghi phạm đã nhận được một khoản tiền đáng kể dưới dạng tiền điện tử. Ủy ban trên cho biết số tiền này sau đó được sử dụng để chuẩn bị cho cuộc tấn công crocus City Hall. Nhà chức trách Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công do lực lượng an ninh ở tỉnh Bryansk bắt giữ ngày 23 tháng 3. Tất cả đều là công dân Tajikistan. Tòa án đã buộc tội 4 đối tượng tội danh khủng bố. Hình phạt cao nhất của tội danh này là án tù trung thân. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ khủng bố này thì Ủy ban điều tra Nga đã bắt giữ được 11 nghi phạm liên quan, trong đó có 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công và đã bị tòa án Liên bang Nga buộc tội khủng bố. Vào ngày 29 tháng 3 vừa qua thì tổ chức nhà nước hồi giáo IS tự xưng đã xác nhận rằng 4 thành viên của tổ chức này đã bị bắt sau khi tấn công nhà hát Krokus City Hall ở thủ đô Moscow của Nga. Trong một thông báo trên tuần sàn trực tuyến Annaba vào ngày 29 tháng 3, tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng cho biết các tay súng của tổ chức này đã trở thành mục tiêu truy lùng của các lực lượng không quân và bộ binh Nga. Một số thành viên bị bao vây trong một khu rừng và sau đó đã bị bắt giữ. Giới chức Nga cho biết đã bắt giữ các đối tượng tình nghi, trong đó 8 đối tượng bị buộc tội các tội danh liên quan tới khủng bố vì vai trò trong vụ tấn công xảy ra tại nhà hát Kroger City Hall vào tối 22 tháng 3, khiến 143 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương. Theo truyền thông Nga, trong số 8 đối tượng tình nghi có 4 công dân Tajikistan và đều là những nghi phạm chính. Theo hãng tin TASS, các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall có thể vượt quá 10 tỷ rúp, tương đương 108 triệu đô la Mỹ. Phòng hòa nhạc Crocus đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa. Các cấu trúc kim loại thậm chí cũng đã tan chảy do nhiệt độ quá cao. Cũng liên quan đến vụ tấn công trên mà biên tập viên Việt Hùng vừa thông tin tới quý vị và các bạn. Ngày 29 tháng 3, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Tâm linh của người Hồi giáo Liên bang Nga Gainuddin đã trao tặng huy chương công trạng cho cậu bé Islam Khalilov, 15 tuổi, vì đã dũng cảm cứu hơn 100 người thoát nạn trong vụ tấn công khủng bố ở trung tâm Krokus City Hall, ngoại ô thủ đô Moscow, Nga. Lễ trao tặng huy chương diễn ra trước buổi cầu nguyện thứ 6 truyền thống tại phòng cầu nguyện Nam của nhà thờ Hồi giáo Moscow. Huy chương được trao cho cậu bé Islam Khalilov vì lòng dũng cảm, cứu hơn 100 người thoát nạn trong vụ tấn công khủng bố ở phòng hòa nhạc Crocus City Hall. Tại lễ trao tặng, Chủ tịch Rawin Gainuddin nói rằng, Thông thường khi bị súng bắn, mọi người đều cố gắng tìm cách chạy thoát thân, nhưng cậu bé Khalilov đã không làm như vậy. Em đã không lướng cuống mà khéo léo dẫn dắt hơn 100 người chạy thoát an toàn. Cậu bé này dù có mặt tại một nơi nguy hiểm, Thế nhưng đã dẫn đường cho hơn 100 người tới nơi an toàn. Cậu ấy thật sự đã cứu mạng họ. Huy chương mà chúng tôi trao cho cậu bé này chỉ là một phần thưởng rất nhỏ. Còn phần thưởng lớn hơn cho việc cứu sống tính mạng của cả trăm người như vậy cả văn vật của Thánh Allah thì Islam sẽ nhận được phần thưởng từ Thánh Allah và phần thưởng đó sẽ rất tuyệt vời. Cậu bé sẽ còn nhận được nhiều điều tuyệt vời hơn trong thời gian tới. Chủ tịch Gai Nudin khẳng định cậu bé Khalilov là một anh hùng thực sự và họ tự hào rằng một cậu bé Hồi giáo như Khalilov đang lớn lên ở Nga. Hành động của những người như em sẽ trở thành tấm gương sáng để những người khác nói theo. Về phần mình, cậu bé Khalilot khiêm tốn nói rằng bản thân em không coi mình là anh hùng, em chỉ đơn giản làm công việc của mình và hành động theo hướng dẫn. Cháu chắc rằng những việc mà cháu đã làm thì bất cứ ai rơi vào tình huống như vậy cũng sẽ hành động tương tự. Vậy nên, phần thưởng đối với cháu chính là việc có mặt tại đây ngày hôm nay. Đây là điều cháu được giáo dục và cách gia đình nuôi dưỡng cháu, cháu được dạy rằng cần phải giúp đỡ mọi người nhiều nhất có thể. Khalilov làm việc bán thời gian ở khu vực giữ đồ của phòng hòa nhạc Crocus City Hall. Em làm thêm để có tiền đóng học phí. Khi tiếng súng vang lên và ngọn lửa bùng phát dữ dội, em đã không hoảng loạn mà bình tĩnh dẫn hơn 100 khán giả băng qua các hành lang, thoát ra ngoài an toàn, theo lối ra của nhân viên. Trước đó, Islam Khalilov và một số người khác đã được Phòng Công Cộng Liên Nga trao tặng huy chương vì những đóng góp xã hội, vì những hành động dũng cảm cứu người của họ trong vụ tấn công khủng bố. Liên quan đến tình hình cuộc xung đột Nga-Ukraine mới đây, hơn một triệu người Ukraine đã rơi vào tình cảnh không có điện để sử dụng sau khi Nga tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Trong đợt tấn công quy mô lớn ngày 22 tháng 3, hơn 20 UAV và 33 tên lửa đã bắn trúng con đập lớn nhất Ukraine và nhà máy thủy điện Dnipro, gây mất điện trên diện rộng. Kể từ đó, hơn một triệu cư dân tại khu vực Kharkiv Odessa và trung tâm thành phố Poltava phải sống trong tình trạng không có điện, đồng thời phải xếp hàng để chờ lấy nguồn nước và nhiên liệu ít ỏi. Mất điện cũng khiến mạng lưới xe buýt và tàu điện ngầm trên toàn khu vực dừng hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Trước tình hình này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa hối thúc các đối tác phương Tây viện trợ hệ thống phòng không hiện đại để bảo vệ những hạ tầng quan trọng. Ở một tin tức khác cũng liên quan tới tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine thì nhiều quốc gia phương Tây đã tuyên bố là viện trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để nhằm tăng lợi thế trên không của lực lượng nước này. Ngày 29 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ xác nhận Hội đồng Bộ trưởng nước này đã thông qua gói hỗ trợ 100 triệu euro để giúp Ukraine duy trì phi đội tiêm kích F-16 mà nước này đang xây dựng. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bỉ Ludivine de Donde xác nhận nước này đã bắt đầu đào tạo các kỹ thuật viên Ukraine thực hiện công tác bảo trì phi đội F-16. Bên cạnh đó, Đan Mạch cũng tiến hành khóa đào tạo vào huấn luyện các phi công tương lai với năng lực công nghệ cao cho lực lượng Ukraine. Bỉ là một trong 13 quốc gia thành viên của Liên minh F-16 do Hà Lan, Đan Mạch và Mỹ dẫn đầu, với mục đích cung cấp cho không quân Ukraine những chiếc tiêm kích F-16AB được chế tạo vào những năm 1980 và 1990, đồng thời đào tạo các phi công Ukraine sử dụng loại chiến đấu cơ này. Vào tháng 10 năm 2023, nhân dịp Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky tới thăm Bruxelles, chính phủ đương nhiệm của Bỉ đã đưa ra quyết định về mặt nguyên tắc sẽ bàn giao những chiếc F-16 cho Ukraine bắt đầu từ năm 2025. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng và nhận được sự chấp thuận từ chính phủ khóa mới của Bỉ sẽ lên nắm quyền sau cuộc bầu quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2024. Ukraine tìm kiếm ủng hộ từ Ấn Độ giúp chấm dứt xung đột với Nga Chuyến thăm Ấn Độ của ngoại trưởng Ukraine Dimitro Kuleba diễn ra trong bối cảnh Kiev đang cố gắng thu hút ủng hộ từ các nước Global South cho kế hoạch hòa bình liên quan đến xung đột với Nga. Ukraine trong thời gian qua đã quan tâm nhiều hơn đến Ấn Độ, quốc gia có tiềm năng làm trung gian hòa giải với Nga và giữ vị trí quan trọng trong Global South, nhóm các quốc gia đang phát triển tại Châu Phi, Mỹ Latin và Châu Á. Dưới thời Thủ tướng Narendra Modi, Ấn Độ đã có thêm nhiều thành tích ngoại giao, ví dụ như tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 vào mùa hè năm ngoái và thúc đẩy mở rộng nhóm BRICS. Ấn Độ cũng là một phần của bộ tứ kim cương, còn được gọi là quốc với Mỹ, Australia và Nhật Bản. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đặt chân đến Ấn Độ ngày 28 tháng 3, bắt đầu chuyến thăm hai ngày. Ông Kuleba nói với truyền thông địa phương rằng Ấn Độ là một quốc gia đóng vai trò rất quan trọng trên thế giới và ép cần New Delhi để khôi phục hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Chương trình làm việc của Ngoại trưởng Kuleba bao gồm cuộc họp ngày 29 tháng 3 với người đồng cấp Ấn Độ Subramanyam Jashaska và Phó Cố vấn An ninh Quốc gia. Ông Kuleba phát biểu với đài truyền hình NDTV của Ấn Độ. Ấn Độ có thể đóng vai trò rất quan trọng trong tập hợp nhiều quốc gia hơn từ Global South. Nếu New Delhi ngồi vào bàn đàm phán về công thức hòa bình sáng kiến do Ukraine đưa ra nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho xung đột, nhiều quốc gia khác sẽ cảm thấy an toàn và thoải mái hơn nhiều khi ngồi cạnh Ấn Độ và họ sẽ đến tham gia nỗ lực này. Chuyên gia Ấn Độ Raja Mohan cho biết chuyến thăm của ngoại trưởng Kuliba trong tuần này là kết quả của một loạt tương tác chính trị cấp cao giữa hai bên và sẽ tạo tiền đề cho chuyến thăm Kiev của ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar. Ấn Độ luôn thể hiện sẵn sàng góp phần xoa dịu tình hình. Điều quan trọng cần hiểu là Ukraine đã bắt đầu thấu hiểu hơn về lập trường của Ấn Độ và các mối quan hệ với Global South, bất chấp thiện trí và mối quan hệ truyền thống mà Ấn Độ có với Moscow, ông Mohan nói với DW. Chuyến thăm của ông Kuliba diễn ra một tuần sau khi Thủ tướng Modi điện đàm với cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. New Delhi cho biết đến nay vẫn nhấn mạnh cần ngoại giao và đối thoại để chấm dứt xung đột. Ấn Độ cũng bày tỏ sẵn sàng đóng góp cho các nỗ lực hòa bình. Vào ngày 20 tháng 3, thủ tướng Modi đã đăng trên mạng xã hội X bày tỏ rằng ông đã trao đổi với tổng thống Zelensky về ủng hộ nhất quán của Ấn Độ với mọi nỗ lực vì hòa bình và sớm chấm dứt cuộc xung đột diễn ra. Ông bổ sung rằng Ấn Độ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhân đạo. Về phần mình, ông Zelensky khuyến khích Ấn Độ tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình mà Thụy Sĩ đề nghị tổ chức nhà lãnh đạo ukraine viết trong một bài đăng trên mạng xã hội x ukraine quan tâm đến tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế với ấn độ đặc biệt là xuất khẩu nông sản hợp tác hàng không và dược phẩm cùng sản phẩm công nghiệp Ông Amita Matu, hiệu trưởng khoa nghiên cứu quốc tế tại Đại học Jawaharlal Nehru Ấn Độ phân tích với kênh DW rằng cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Ukraine Zelensky trong tháng 3 là dấu hiệu cho thấy New Delhi đang tự đặt mình là nhà hòa giải tiềm năng trong xung đột Ukraine-Nga. Ông cũng nói thêm New Delhi có đòn bẩy với Moscow nhiều hơn bất kỳ quốc gia phương Tây nào. Do đó, Ngoại trưởng Kuleba cho rằng việc tiếp cận với Ấn Độ là phù hợp. Ngoại trưởng Kuleba vào năm 2022 đã từng chỉ trích Ấn Độ mua dầu của Nga. Nhưng tuần này, ông nói với tờ Times of India rằng Ukraine không phản đối quan hệ kinh tế Ấn Độ-Nga. Tuy nhiên, ông Kuleba bày tỏ ý kiến rằng Ấn Độ nên tìm cách xây dựng các liên minh cho tương lai và đánh giá lại mối quan hệ với Nga. Theo Euronews, New Delhi đang cố gắng giảm phụ thuộc vào vũ khí và công nghệ của Moscow do nguồn cung bị gián đoạn bởi xung đột. Theo một tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Ấn Độ, khi điện đàm chúc mừng ông Putin tái đắc cử tổng thống Nga, thủ tướng Modi nhắc lại rằng đối thoại và hòa bình là con đường phía trước tốt nhất cho xung đột Nga-Ukraine. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất tăng cường hơn nữa quan hệ. Thưa quý vị khán giả, vâng, thanh Việt Hùng, à, có lẽ giờ đây thì một trong những sự kiện quốc tế được quan tâm nhất hiện nay là cuộc chạy đua vào Nhà trắng Mỹ năm 2024, mà hai ứng cử viên nổi bật nhất trong cuộc đua này là Tổng thống đương nhiệm Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump. Vâng thưa quý khán giả, ông Trump là một trong những cử viên được gắn mác là kẻ nổi loạn thưa chị Phương Lan, một cái biệt danh rất là đúng với ông Trump ở thời điểm hiện tại trong bối cảnh cuộc đua vào nhà trắng đang rất là gay cấn. Ông Trump thì dù phải đối mặt với những rắc rối liên quan tới pháp lý, các phát ngôn được coi là vạm miệng và hàng loạt những chỉ trích trên phương tiện truyền thông, thế nhưng những điều này chưa đủ để cựu tổng thống Mỹ từ bỏ mục tiêu chạy đua vào nhà trắng trong năm nay. Ông Trump và đội ngũ của mình đã có một chiến lược được coi là để lội ngược dòng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 trong khi ông Joe Biden vẫn đang theo con đường tranh cử truyền thống và nỗ lực hàn gắn những đạn nứt trong chính quyền của ông với giới trẻ, cử tri da đen và các đảng viên đảng Dân Chủ đang bất mãn, thì ông Trump vẫn luôn là một kẻ nổi loạn với những sự khác biệt. Theo giới phân tích, sự nổi loạn của cựu Tổng thống Donald Trump cũng là một trong những chiến lược của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024. Ông Trump không dưới một lần có những phát ngôn gây sốc và những hành động đi ngược lại với cách làm của các chính trị gia truyền thống cựu Tổng thống Donald Trump tự gọi mình là nạn nhân của chiến dịch bồi nhọ chính trị, công khai phản đối công tố viên New York Anvi Brock vì đã đưa ra các cáo buộc hình sự chống lại ông. Cho đến thời điểm hiện tại, cựu Tổng thống Donald Trump luôn được xem là một trong những chính trị gia đặc biệt. Việc ông từ chối tuân theo các quy tắc thông thường của một chiến dịch tranh cử kiểu mẫu đã thu hút sự ủng hộ của một số lượng lớn cử tri, những người mong muốn làm nước Mỹ vĩ đại trở lại. Một nghiên cứu xã hội do The Economist thực hiện gần đây cho thấy vẫn có 43% cử tri dành sự ủng hộ cho ông Donald Trump, trong khi tỷ lệ ủng hộ đối với ông Joe Biden là 42%.